Dịch vụ rửa xe tăng giá chóng mặt ngày Tết, chủ xe thì đắt mấy cũng phải rửa. Ôi sao cứ đến Tết cái gì cũng tăng thế này. Những ngày cuối cùng của năm, nhu cầu rửa xe máy ô tô của người dân có xu hướng tăng cao. Các địa điểm thì hoạt động hết công suất, giá rửa xe cũng tăng theo từng ngày, thậm chí gấp 2-3 lần, nhưng chủ xe vẫn xếp hàng chờ tới lượt được rửa. Theo tìm hiểu, nếu như ngày thường giá rửa xe ô tô dao động từ 60.000 đồng tới 100.000 đồng một xe, thì những ngày giáp Tết, mức giá này tăng từ 2-3 lần. Tại một số cửa hàng rửa xe còn công khai giá rửa xe theo từng ngày như ngày 26 tháng Chạp, giá rửa xe 4-7 chỗ là 150.000 tới 170.000 đồng một xe. Ngày 27, giá rửa xe khoảng 190.000 đồng một xe. Ngày 28, giá rửa xe buổi sáng thì 190.000 đồng một xe, chiều thì những 230.000 đồng một xe. Còn dịch vụ rửa xe máy thì từ 20-50 trên một xe. Ôi thôi, nghe báo giá mà đã chóng hết cả mặt. Thậm chí tại một số cửa hàng rửa xe, nhiều người còn phải đặt lịch xếp trước cả nửa ngày mới được phục vụ. Không chỉ thế, một số cửa hàng cho biết từ chiều ngày 27 tháng Chạp, lượng khách hàng tới rửa xe đã bắt đầu tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Dù nhu cầu người dân thì tăng cao, nhân viên làm việc hết công suất mà cả năm mới có một cái Tết nên tôi thấy mức giá này cũng khá là hợp lý. Anh em có nghĩ giống tôi không? Cùng comment nhé!